Rồi sau đó khi mà em nghe được một cái giai điệu, thí dụ như bây giờ anh đánh một cái giai điệu, em nghe thử nó là cái tiết tấu gì. Đó là cái cách trí xứng âm. Thí dụ nha, anh đánh thử em ghi ra được không nha. Ok, anh sẽ đánh bất kỳ một cái hình nào trong đó cũng được. Okay, thử nha. Rồi, mở cốc lên, cái cốc lên. Okay. Rồi, hai ba bốn này, một hai ba, một hai ba, một hai ba bốn, một hai ba một, một hai ba. Nghe biết hình nào? Lại cách học ký xuống không? Học ký không? Để mình nghe một cái giai điệu của bài hát, một cái câu guitar nào đó mình ghi ra cái tiếng tấu đó. Nó là tập như vậy. Rồi lại nha. Hai ba bốn, một hai ba, một hai ba bốn, một hai ba một hai ba. Để Cái hình cuối cùng. đó, chính xác. Đó là cách học. Thí dụ như vậy, khi mà em nghe bất kỳ một cái câu nhạc, em sẽ ghi ra. Rồi thí dụ như anh đánh một cái câu nhạc, ví dụ ta 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 ta, rồi thí dụ đơn giản thế thôi. Rồi lúc đó anh sẽ đánh gì? La si do si la, toàn bộ lúc nó không đơn hết. Thấy không? Mình phải ghi, mình nghe như vậy mình xác định được cái nhịp đó. Nào, ta da 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 la, toàn nốt đơn. Rồi bây giờ thêm nốt khác đi. Ví dụ vậy. Ta 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 da da da, ở trong đó tiếng tấu gì? Ma si do si la son. Là có một cái móc móc ba là chữ xé ở cuối cùng. La si do si la son. Đúng vậy. Nhịp của nó nè. Ta 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 ta. Có cái gì? Có hợp gì? Móc ba là bên trái ở cuối cùng. Ta bên phải. La si do si la son. Rồi, nó nè. Anh đến đây la si do si la son. Rồi, nó nè. La si do si la son. Đó, đúng không? Nó thành lời phải chứ. Nghe chưa? Đó. Nó mình nghe ghi như vậy, mình ghi ra như vậy. Quan trọng ở đây là mình xác định cái nhịp. Em không biết lệch phải hay là trái là do em xác không xác định được cái nhịp của nó. La si do si la son. Mình cứ nghĩ là si la son là nghĩ nó lệch phải, nhưng mà cái nốt si này nó đâu có rơi vô cái phách đâu. Nó không rơi vô phách. Trong trường hợp nó rơi vô một cái phách thì nó là khác. Hiểu không? Nếu giả sử như lúc này chỗ này nó là lệch trái thì nó sẽ đánh là la si do si la son. Đó, lúc này nó là lệch trái nè. La si do si la son. Còn lúc nãy của anh đánh là la si do si la son, khác nhau. Cái vấn đề là mình sai tại vì mình không xác định được cái nốt này, hiểu không? Chỉ cần xác định được cái nốt này, la si do si la son, nó khác hoàn toàn với lại la si do si la son, khác nha. Đó là cái cách học cách ký âm, có nghĩa là mình nghe một cái câu nhạc đó mình muốn ghi ra trên một cái tờ giấy, là một cái cách học sáng tác cũng vậy. Sau này muốn sáng tác một cái bài hát rồi muốn phổ nhạc, ghi nốt nhạc là ghi như vậy đó. Nó như lúc này là bắt đầu hình thành nên là chữ nghĩa rồi đó, bắt đầu là hình thành nên một người có học rõ ràng, có học nhạc rõ ràng đó. Tại vì mình biết nhạc lý, biết sử dụng hành nốt, biết sử dụng trường độ cao độ, biết ghi ra nhạc, sản xuất âm nhạc ghê. Ok, đó, ở nhà học là học như vậy. Trong cái thời điểm này phải phát triển, phải tiến bộ bằng những cái việc này, ráng cố gắng ghi ra hết tất cả những cái hình đó, học nó lên, chụp hình hết lại nè. Chụp hình hết chưa? Rồi. Đó, chụp hình rồi, ở nhà bắt đầu ghi ra tờ giấy học, mua cái tờ giấy chép nhạc, ráng cố gắng ghi hình nốt vô. Học cái này bằng cách là không thể nhìn mà học thuộc lòng được, em phải ghi ra giấy, em hiểu không? Ghi ra giấy, em vẽ nó ra những cái nốt ngoài khuôn nhạc nó nè, ghi ra giấy, từ 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 nó hình thành những kinh nghiệm. Đây là những cái việc đơn giản thôi, thí dụ như mà đưa ra một cái bài nhạc nè thấy mệt không, nó tùm lum các thứ, chưa kể nó phân nốt dán, chưa kể dấu luyến đồ này nọ, hiểu không? Và những cái thứ còn khác đó, thí dụ đây là cái tab mà
nó hình nó chỉ là hiển thị lên cái ngăn của cái đoạn đờn thôi, làm sao mình biết được, làm sao mình biết được cái con dạng nó đến như thế nào, thấy không, nó hoàn toàn khác chứ. Ok rồi, cái hình này ở nhà tự làm ra nhiều hình như vậy mà cứ đánh theo, tập ký âm y chang như vậy đó. Tập ký âm bằng cách là mình nghĩ ra một câu nhạc hay một gì đó là mình ghi nó ra. Đó là một cái cách học rất tốt. Ok em, hôm nay dừng lại đây thôi, không học thêm nữa, học thêm nữa mà không biến đâu. Ok, rồi, stop share.